Quang Hải, Chu Thanh Huyền trước giờ làm lễ rước dâu. Chu Thanh Huyền mở tiệc nhà gái chiều ngày 27 tháng 3. Tại Đông Anh, Quang Hải gấp rút chuẩn bị cho đám cưới hôm nay ngày 28 tháng 3. Khung cảnh lễ đường trong rạp cưới hoành tráng với diện tích gần 2.000 m2 tại sân bóng xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội, quê nhà Quang Hải. Đám cưới cầu thủ sinh năm 1997 và cô dâu Chu Thanh Huyền được tổ chức hôm nay ngày 28 tháng 3. Không gian cưới được trang trí nhã nhặn, ngập tràn hoa tươi. Phía đơn vị thiết kế cho biết họ lựa chọn tông màu xanh nhã nhặn, vốn là màu sắc tượng trưng cho năm sinh mệnh thủy của chú rể Quang Hải. Điểm nhấn trong thiết kế chính là ở những hình khối vững chắc, biểu tượng cho sự ổn định và niềm tin trong hành trình xây dựng gia đình mới. Chiều ngày 27 tháng 3, cô dâu Chu Thanh Huyền tổ chức tiệc nhà gái tại quê nhà Sơn Tây, Hà Nội, mời họ hàng đến chung vui. Khu vực check-in tại nhà gái được trang trí bằng hoa tươi và các khung ảnh cưới của Quang Hải, Chu Thanh Huyền. Chu Thanh Huyền chọn áo dài trắng, cầu vai đính lông vũ, trang điểm ngọt ngào đón khách. Hình ảnh rạng rỡ của cô dâu trước ngày cưới nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Tại Đông Anh hôm 27 tháng 3, Quang Hải gấp rút chuẩn bị cho đám cưới. Nam cầu thủ mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại tuyển quốc gia. Để tiết kiệm thời gian, Quang Hải nhờ thợ cắt tóc thân thiết túc tác gọn gàng ngay tại sân nhà. Trước rạp cưới tại sân bóng tuổi thơ của Quang Hải có tấm bảng in lời cảm ơn của vợ chồng cầu thủ với nội dung: Quang Hải và Thanh Huyền chân thành cảm ơn khách quý đã dành thời gian đến chung vui cùng gia đình. Sự hiện diện của quý vị là điều vô cùng ý nghĩa đối với gia đình Hải và Huyền. Chúng ta đã có những khoảnh khắc thật đẹp trong ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.